Hi, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người đến với Linh ẩm thực. Thì hôm nay ở nhà nắng nóng quá mọi người ơi, cho nên mình quyết định đi ra ngoài ruộng ngồi cho nó mát. Sẵn dịp mình làm video cho mọi người xem luôn nha. Ngoài đây gió hiu hiu mát lắm mọi người ơi. Thì hôm nay mình sẽ thử thách làm cái món bò nướng trên miếng ngói nha mọi người. Ngói lợp nhà đó mọi người. Tại vì ở quê mình gọi là ngói, còn không biết quê các bạn gọi là cái gì mình thì cũng không rành nữa. Mỗi vùng miền mà khác nhau nha. Đây là cái thùng dụng cụ để mình quay video, mỗi lần mình đi là mình mang theo nha mọi người. Ở đây, trong đây có đầy đủ tất cả những thứ mà mình cần thiết cho video ngày hôm nay. Đây mọi người, đây là thực phẩm ngày hôm nay nha. Ở đây là miếng ngói nãy mình chôm được của nhà hàng Khoa nha mọi người, nhà hàng bạn mình á đó. Bên đây luôn. Ở đây là bò hồi sáng mình mua ngoài chợ nha mọi người. Đây, miếng to, hai miếng to, hai cái miếng này á, nè hai miếng này nè mọi người, hai miếng này mình sẽ nướng theo cái kiểu bò bít tết nha, là để bự vậy luôn nè. Còn một cục này thì mình sẽ cắt nhỏ ra. Trước tiên thì mình sẽ đập cho này nó tơi tơi ra nha mọi người, cho nó mềm nha mọi người. Còn cái cục này thì mình sẽ cắt mỏng ra. First blood. Double kill. Triple kill. Quadra kill. Penta kill. Thì mình đã ướp xong rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ trộn lên, rồi mình đốt lửa, mình mang đi nướng nha. Bò nướng ngói mình sẽ ăn kèm với những loại rau củ này nha mọi người. Ớt chuông Đà Lạt. Ớt này không có cay nha mọi người, ớt này chỉ thơm với nồng thôi. Đó, mình sẽ cắt khoanh ra. Đó, như thế này nè. Như thế này nha mọi người, xong cho vào đây luôn. Đây, cà ông giặt, ý lộn, cà tím nha mọi người. Sai tên quá. Rồi, mình cũng cắt khoanh vậy đi. Rồi, mình cho vào đây luôn. Cái lửa mình đã cháy nhiều rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đặt cái miếng gạch này, cái miếng ngói này lên trên đây nha mọi người. Đó. Rồi, thế này nha mọi người. Khi nào cái miếng gạch nó nóng rồi mình sẽ chế miếng dầu ăn lên đây. Xong cái mình bỏ bò lên. Miếng gạch mình đã nóng rồi nha mọi người. Mình chén dầu ăn lên đều nha mọi người. Đây. Gà của mình đây. Quan cà tím, ớt chuông, mấy cái đậu bắp nha mọi người. Wow, ừ, quá đã luôn mọi người ơi. Rồi rớt hết miếng ớt rồi.
miếng bò đầu tiên mình đã chín rồi nha mọi người. Đó, nó còn đỏ đỏ vậy mới ngon nè mọi người. Bây giờ mình sẽ mang nó lên đây. Và đây, cái phần bò nướng ngấu của mình đây nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thử một miếng coi. Wow, còn nóng lắm mọi người ơi. Wow, đau quá. Đây, mời mọi người nha. Mình sẽ chấm với chao nha mọi người. Chao nãy mình pha sẵn nè. Ngon quá. Bò mình ướp rất là vừa nha mọi người. Bò rất là mềm nữa. Cà tím nè. Mình nướng hơi chín rồi mọi người ơi. Mình thích ăn sống sống à, mình muốn ăn chín lắm. Này nó chín nè. Bò rất là ngọt luôn mọi người. Thấy quỷ chim em coi. Mấy quỷ ồn ghê. Đây mọi người nha. Bây giờ mình sẽ thử một cái miếng bò mỏng nãy mình cắt mỏng. Đây nha mọi người. Đây, miếng cắt mỏng nãy của mình nè. Đây các bạn. Cái nước này là cái nước mù tạt với nước tương nha các bạn. Mình thử ăn chấm này thử ăn xem như thế nào nha. Thì bây giờ mình sẽ thử chấm nước mù tạt xem như thế nào nha mọi người. Chắc nó khá là cay á. Wow. Mình phá ớt mù tạt nhanh không lòng lắm mọi người ạ. Đây. Cái miếng bò mình sắc mỏng này nha mọi người. Cái miếng này mình sắc dày. Giờ mình ăn thử miếng sắc mỏng xem như thế nào nha. Mình chấm chào trước đi. Đây mọi người. Đây mời mọi người nha. Wow. Mình cắt mỏng á thì mà mình nướng nó không ngọt bằng hột miếng dày nha mọi người. Mình cắt dày nó sẽ ngọt hơn. Nhưng cắt mỏng á thì gia vị nó thấm đều hơn. Đây củ hành nè mọi người ơi. Đây củ hành. Cho mọi người xem nè. Đó. Đây, mọi người thấy không? Đây. Đó. Chấm vào miếng chè hủ miếng chao. Rồi, dứt. Rồi, quất. Thôi, video cũng dài rồi. Mình xin kết thúc video ở đây nha. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và like, share video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.